chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình hôm nay là những nội dung chính như sau. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khảo sát địa điểm mô hình thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật và tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 1, nhiệm vụ giải pháp quý 2 năm 2018. Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai công tác năm 2018. Bế mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang thành phố Bảo Lộc năm 2018. Phần cuối chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Cây chổi vàng của đội duy trì vệ sinh môi trường thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 4 năm 2018, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam làm trưởng đoàn, cùng Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm Nguyễn Hoàng Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc Lê Trọng Tuấn đã có buổi làm việc và đi khảo sát thực tế về địa điểm mô hình thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật và tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc Lê Trọng Tuấn đã báo cáo về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Theo đó, qua 8 năm triển khai, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trong quá trình thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã phát triển, nâng cao hiệu quả thu nhập trên 1 hectare canh tác và thu nhập bình quân đầu người, phát triển công nghiệp, dịch vụ nông thôn. Đến nay đã có 5 trên 5 xã trên địa bàn đạt tiêu chí về giao thông. Các công trình thủy lợi trên địa bàn 5 xã xây dựng nông thôn mới đáp ứng nhu cầu tưới tiêu chủ động cho diện tích rau màu, cây công nghiệp. 21 trên 25 trường có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Cạnh đó, tỷ trọng ngành trồng trọt chiếm 60%, chăn nuôi chiếm 30%, dịch vụ công nghiệp chiếm 10%. Cũng trong chuyến khảo sát thực tế lần này, đoàn cũng đã lắng nghe đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Xanh Cao Nguyên Đà Lạt trình bày về dự án thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng tại thôn 2, xã Đại Lào, đồng thời đến cơ sở để tham quan quy trình xử lý rác hiện hành về công nghệ xử lý, công suất dự kiến cũng như quy trình thu gom, phân loại và xử lý chất thải nguy hại. Thứ trưởng cũng đã đặt ra những câu hỏi liên quan đến khả năng hoạt động, tính linh hoạt cũng như tính khả thi của dự án khi ứng dụng vào thực tiễn. Qua đó nhằm góp phần xây dựng dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trước khi đưa dự án vào hoạt động. Sáng ngày 4 tháng 4 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 1, nhiệm vụ giải pháp quý 2 năm 2018. Ông Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2018, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố ổn định, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Một số sản phẩm, sản xuất và giá bán tiêu thụ tăng như chè chế biến, sợi ươm tơ tằm. Thương mại dịch vụ tăng, sức mua hàng hóa diễn ra sôi nổi. Ước tính quý 1 năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.706 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Sản xuất nông lâm nghiệp được quan tâm, về trồng trọt tập trung đầu tư chăm sóc cho 3 loại cây trồng chủ lực, gồm cà phê, chè và dâu tằm. Chăn nuôi không để xảy ra dịch bệnh, sản xuất lâm nghiệp được quan tâm thường xuyên, đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm 2018. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 225,746 tỷ đồng, đạt 26% dự toán năm. Thuế phí toàn địa bàn 188,224 tỷ đồng, đạt 29% dự toán. Lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường được thành phố quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là về công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai về tài nguyên. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được chỉ đạo thực hiện. Trong quý 1 năm 2018, các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao đã diễn ra sôi nổi, đáp ứng nhu cầu văn hóa văn nghệ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Các lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, nội chính, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thi đua khen thưởng và trật tự an toàn xã hội cũng được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của Phòng Tài chính kế hoạch, ý kiến của các phó chủ tịch, các phòng ban và các đơn vị xã phường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Quốc Bắc đã phát biểu đề nghị các cấp, các ngành, các phòng ban, đơn vị liên quan trong quý 2 năm 2018 cần tập trung thực hiện 14 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện các đề án quản lý thu thuế, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách theo lộ trình từng tháng quý, phấn đấu đến hết quý 2 năm 2018 đạt trên 50% dự toán năm. Tiếp tục thực hiện giám sát công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh,
theo dõi nắm chắc tình hình và phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm ổn định phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp các cấp năm học 2017-2018 và thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng chủ trì hội nghị. Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự đổi mới về tư duy cùng quyết tâm chính trị cao, các cấp các ngành của thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, phù hợp với địa phương, nên việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đạt được những kết quả khả quan, với một số kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 3.300 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt hơn 4.710 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với cùng kỳ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Trong phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của thành phố đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc. Phong trào thi đua trở nên hết sức thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đổi mới nội dung và hình thức rất phong phú đa dạng. Bên cạnh thi đua, thường xuyên còn phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, đột xuất. Phong trào thi đua đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được các cấp chính quyền khen thưởng. Tại hội nghị, Ủy ban dân thành phố Bảo Lộc cũng đã phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 với chủ đề năm hành động mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ các chương trình trọng tâm, trọng điểm và ba khâu đột phá. Dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đã tổ chức khen thưởng những cá nhân và tập thể đạt các danh hiệu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Trong đó, thành phố có một tập thể được tặng huân chương lao động, hai tập thể và một cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức lễ bế mạc và trao giải Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang thành phố Bảo Lộc năm 2018. Tham dự hội thi, các thí sinh phải trải qua 3 nội dung thi bắt buộc gồm thực hành giảng bài, soạn nội dung giảng trình chiếu trên phần mềm PowerPoint theo chuyên đề trong chương trình giáo dục chính trị đã trực tiếp giảng dạy trong năm 2016, 2017, 2018 và phần thi kiến thức theo hình thức trắc nghiệm với các nội dung liên quan đến nghị quyết đại hội đảng các cấp, tình hình thời sự thế giới, trong nước, về đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao. Giải nhất được trao cho thí sinh Nguyễn Văn Mạnh, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Đam Ri. Giải nhì được trao cho các thí sinh Nguyễn Tấn Huy, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Lộc Tiến, Cao Thị Thơm, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Lộc Châu. Ba giải ba được trao cho các thí sinh Mai Quốc Đạt, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Lộc Nga, Phan Bá Tân, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Bờ Lao và Phan Anh Tú, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Lộc Phát. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Kính thưa quý vị, vừa qua Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc đã tổ chức chương trình giao lưu tiếng Anh cấp thành phố bậc tiểu học năm học 2017-2018 với sự tham gia của 10 đơn vị trường tiểu học trên địa bàn. Đây là 10 đơn vị tiểu học đã giành thứ hạng cao trong số 26 đơn vị tham gia phần thi kiến thức giao lưu Olympic tiếng Anh cấp thành phố vừa qua. Ở phần thi giao lưu lần này, các đội sẽ trải qua hai nội dung bao gồm phần thi giới thiệu về trường lớp, thành viên của đội thông qua các loại hình nghệ thuật như hát, múa, diễn kịch trong thời gian 3 phút và phần thi trả lời câu hỏi, giải quyết tình huống theo chủ đề với tổng thời gian hội ý và trình bày cho cả đội là 5 phút. Các đội dự thi đã mang đến cho chương trình một không khí vui tươi năng động và qua đó thể hiện được cá tính riêng cũng như khả năng giao lưu tiếng Anh của từng đội tham gia.
Cuộc thi không những tạo nên một sân chơi bổ ích, tạo cơ hội để các em được giao lưu, đoàn kết, gắn bó hơn, mà còn là dịp để các em nâng cao khả năng trau dồi ngoại ngữ, tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Phường Bà Lao vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự, công tác tuyển quân năm 2018 của Phường Bà Lao đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Phường đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kịp thời xuống tận cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan, làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, gặp mặt tặng quà tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Phường sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân và phúc tra nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện tốt công tác đăng ký quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật theo đúng quy định, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Chiều ngày 5 tháng 4 năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 2 tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận quý 1 và chương trình thống nhất hành động quý 2 năm 2018. 3 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 2, Ban công tác mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp triển khai đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của chính quyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất hành động phù hợp với tình hình địa bàn tổ dân phố. Đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, Mặt trận Tổ quốc phường 2 đã tổ chức gặp mặt chúc Tết và cấp quà cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất, bảo trợ xã hội theo chế độ của nhà nước, cùng 700 phần quà vận động được đã được trao đến tận tay từng đối tượng. Góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Quý 2 năm 2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 2 tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa thông tin pháp luật đến với nhân dân, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào, cuộc vận động khác, tuyên truyền, triển khai thu 5 loại quỹ vận động, thuế đất phi nông nghiệp, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký nhân tố điển hình, gương người tốt, việc tốt, triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo và các hộ khó khăn về nhà ở. Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2018, tổ 12 phường Bờ Lao tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Đây là mô hình điểm đầu tiên trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tổ dân phố 12 phường Bờ Lao là một tổ chức xã hội tự nguyện tại cộng đồng, tập hợp nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi ở cộng đồng theo phương châm tự quản lý, tự giúp nhau. Trong đó phần lớn là người cao tuổi, người thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là phụ nữ. Với tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo đảm sự bền vững, tránh ỷ lại sự trông chờ vào nhà nước, xã hội và cộng đồng, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tổ 12 hoạt động với 4 nội dung chủ yếu gồm nâng cao nhận thức, kiến thức, tổ chức các hoạt động nâng cao sức khỏe, tổ chức các hoạt động về phát triển kinh tế, tăng thu nhập và chăm sóc sức khỏe. Được biết, hiện nay, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tổ 12 phường Bà Lao đã có 64 thành viên tham gia, trong đó đã có 23 hội viên được vay từ các nguồn vốn vay của nhà nước, đã vận động được một hội viên có điều kiện giúp vốn cho hội viên khó khăn khác. Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và đặt ra mục tiêu chất lượng đào tạo giáo dục phải cao hơn học kỳ 1, học kỳ 2 năm học 2017-2018, thầy trò trường Trung học phổ thông Lộc Phát đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực của người học, góp phần giáo dục toàn diện học sinh, chú trọng việc học đi đôi với hành, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời quyết tâm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học. Để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh, nhà trường sẽ tăng cường phụ đạo cho học sinh yếu kém, tiếp tục thực hiện tốt công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. Cùng với công tác giáo dục của nhà trường, các em học sinh cũng cần nỗ lực trong học tập và rèn luyện để có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới, đạt được kết quả học tập tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, với những đóng góp cho công việc dọn dẹp vệ sinh đường phố, xây dựng môi trường sống trong lành, năm 2017, chị Nguyễn Thị Thanh,
Công nhân Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc đã nhận được giải thưởng cây chổi vàng do tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam trao tặng nhằm tôn vinh những người công nhân vệ sinh môi trường cần mẫn, thầm lặng vì một môi trường xanh, sạch, đẹp. Chị Nguyễn Thị Thanh đã hơn 20 năm gắn bó với nghề vệ sinh môi trường. Cứ tầm 15 giờ chiều mỗi ngày là chị Thanh lại chuẩn bị hành trang với những dụng cụ quen thuộc để bắt đầu một ngày làm việc mới. Dù mưa hay nắng, đối với chị và những người làm nghề vệ sinh môi trường đều phải có mặt để dọn dẹp cung đường, con phố và lấy rác thải của các hộ dân để đường phố và khu dân cư thêm sạch đẹp. Vì công việc làm theo dây chuyền liên quan đến nhiều bộ phận, nhiều người nên dẫu có đau bệnh thì cũng phải gắng gượng đi làm. Công việc nhọc nhằn, vất vả và luôn tiềm ẩn những nguy hiểm. Vì thường những người công nhân vệ sinh môi trường, họ phải làm việc vào đêm tối khi mọi người và nhà nhà đã đóng cửa đi ngủ, thì đó lại là thời điểm công việc của họ bắt đầu. Nhưng chị chưa bao giờ than vãn hay có ý định bỏ nghề, vì đó là công việc nuôi sống gia đình từ thuở còn hàng vi, chân ướt, chân ráo, từ vùng quê Nghệ An vào Bảo Lộc. Để rồi mỗi ngày trôi qua, chị lại tự tìm thấy niềm vui trong công việc của mình. Sau mỗi ngày lao động, nhìn ngắm mỗi cung đường sạch sẽ, đó là thành quả của một ngày làm siêng năng với nhiều sáng tạo. Để rồi mỗi khi có dịp, chị lại cùng các chị em trong đội vệ sinh môi trường ngồi lại tâm tình, chia sẻ với nhau về cuộc sống gia đình, cũng như đúc kết những kinh nghiệm hay trong quá trình làm việc để mang lại hiệu quả cao nhất. Muốn là thành phố xanh sạch đẹp thì phải là một người công nhân như chúng tôi là phải có tinh thần trách nhiệm. Đó, có một trách nhiệm làm cho nó sạch đó, là và tự giác. Đó, tự giác và trách nhiệm là hai cái đó là đi đầu. Đấy là phải là khi đó thì mới sạch được đường. Còn công việc thì hàng ngày thì làm chúng tôi làm theo quy trình và làm đúng theo giờ giấc. Trong cái công việc hàng ngày á, thì thường thường á, là anh chị em trong tổ á, cũng như trong đội á, là nếu như hàng ngày mà tôi làm việc xong rồi tôi đi kiểm tra rồi chỗ nào mà anh em làm chưa tốt tôi nhắc nhở anh em, còn chỗ nào mà anh em quét chưa sạch và tôi hướng dẫn cho anh em quét cho nó sạch. Mặc dù cuộc sống có nhiều éo le, với hoàn cảnh chồng mất sớm, một mình chị lặng lẽ nuôi con, rồi lại nuôi cháu và lấy công việc làm sạch đường phố, môi trường là niềm vui trong cuộc sống thường nhật. Song bằng nỗ lực vượt lên số phận của mình, chị luôn được cơ quan và các cấp chính quyền tại địa phương tuyên dương là tấm gương trong lao động và cuộc sống để chị em trong đội và công ty noi theo. Trong quá trình công tác ở xí nghiệp vệ sinh môi trường nói chung và các bộ phận nói riêng, riêng đồng chí Thanh là rất là mẫu mực và rất là nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng giúp đỡ các đồng đội và các chị em về tất cả những mọi mặt công việc vẫn như tinh thần. Những đóng góp công sức của chị trong đơn vị cũng được lãnh đạo Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc biểu dương khen ngợi và đánh giá cao. Chị trở thành điển hình để cơ quan xây dựng hình ảnh người phụ nữ đảm việc nước, giỏi việc nhà. Trong thời gian qua, không những làm tốt công tác vệ sinh môi trường, bám phố bám dân để làm môi trường, cô còn tham gia tích cực công tác công đoàn, nữ công, gia chánh và những người tích cực gương mẫu trong công ty. Thì mọi công việc được giao cô đều hoàn thành tốt, xứng danh là một cây chổi vàng được vinh danh. Nhân đây thì những người làm công tác môi trường cũng rất trân trọng và đề nghị toàn xã hội cùng tham gia công tác môi trường, làm từ việc nhỏ nhất, ví dụ phân loại rác từ đầu, rồi bỏ rác đúng giờ và cùng chia tay, chia sẻ với đô thị, làm cho thành phố Bảo Lộc ngày càng xanh hơn, sáng hơn, đẹp hơn, sạch hơn. Với hơn 20 năm đóng góp công sức, tuổi trẻ và trí tuệ trong công việc, trong năm 2017, vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, chị Nguyễn Thị Thanh, công nhân vệ sinh môi trường Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc, đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý, trong đó danh hiệu giải thưởng cây chổi vàng do tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam trao tặng nhằm tôn vinh những người công nhân vệ sinh môi trường cần mẫn, thầm lặng, góp phần làm cho đất nước Việt Nam xanh, sạch, đẹp. Đó là phần thưởng cao quý dành cho chị, và theo chị, đó không chỉ là phần thưởng của riêng cá nhân chị, mà còn là phần thưởng chung cho những người làm công tác vệ sinh môi trường trên cả nước nói chung và ở thành phố Bảo Lộc nói riêng. Những người đang ngày đêm lặng thầm làm những công việc cực nhọc để góp phần xây dựng môi trường sống của thành phố trẻ ngày càng xanh sạch đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.